Và một cái thực trạng đáng buồn. Đây các bạn ơi, tôi vừa leo lên đến mái trên này, hơi mệt một tí cho nên giọng nói nó không được chuẩn nhá. Đây này, cây sâm đen đây này. Đây chính là cây sâm đen nhá. Có một điều khá thú vị ở cái cây này là cái mùi của nó ấy, rất là thơm, mà thơm nó giống với cái lọ sâm. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem gốc nó kìa, vướng thế này sao nhổ được nhỉ. Mùi nó thơm lắm, mà bây giờ tôi tả thì các bạn không biết là nó thơm như thế nào. Thì tôi tình cờ tôi phát hiện là mùi thơm nó giống cái lọ sâm này, thì tôi sẽ đưa lọ sâm đấy cho các bạn xem là mùi nó giống với lọ sâm đây này. Đây, không biết là nhà sản xuất có biết điều này không thì tôi không biết, nhưng mà đúng mùi nó khá giống với cái mùi của lọ sâm này. Đấy, tôi mang cả lọ sâm lên rừng này mà quay. Đây này, nước sâm, cao ly. Chả biết là họ có dùng cây này làm nguyên liệu không hay là không, tôi không biết. Mà chả biết là họ có biết là nó có mùi giống nhau hay không thì tôi chịu. Nhưng tôi được sử dụng cây này và được uống loại nước này, cho nên tôi thấy nó có cái mùi khá giống nhau. Đấy, bây giờ tôi tả mùi nó rất thơm, thì thơm như thế nào thì rất khó tả, thì tôi phải lôi cả cái lọ sâm này lên mà tôi tả cho các bạn. Đấy là cái mùi của nó nhá. Bây giờ cách nhận biết của nó này, xem lá nó này khá là dài. Dài đến 40 cm đây này, nhìn gang tay thôi này. Có khi còn hơn đấy. Lá nó to. To 10 đến hơn 10 cm cơ. Lông nó đây này, lông nó màu hơi nâu nâu. Có thể là đây màu nâu chứ. Nâu nó muốn ngả sang màu hung đỏ. Nó có lông, màu nó là ở cái lông này. Đây mặt trên này, mặt dưới này. Thì mùa này không có quả. Đây, cái cuống nó để ra quả này. Tí tôi sẽ chèn cái hình ảnh mà có cái quả vào cho mọi người. Đây chính là quả của nó này. Tôi sẽ chèn cả cái video lần trước tôi quay được nữa nha. Tôi vạt một quả xuống xem nào. Xem nào. Quả nó cũng có lông, khá là dài. Nhỏ nhỏ dài dài kiểu quả ớt đấy. Nhưng mà nhỏ hơn quả ớt một tẹo. Ngắn hơn nhỏ hơn quả ớt một tẹo. Bẻ ra xem nhá. À, cái hạt ở bên trong màu đen, dài dài, cũng dài luôn. Đây này, đấy. Khá là hay. Xem mùi nào. Mùi nó không có mùi mấy. Bây giờ xem được cái lá nhá. Này, thân với lá nó có một lớp lông nhỏ ngắn màu nâu đỏ đây này, cái lớp lông đây này. Đấy, đặc điểm nhận ra cây này, đặc điểm thứ nhất là lớp lông này nha. À, thứ nhất là quả đó, quả nó như nãy vừa nói đây. Thứ hai là lớp lông này. Xem lá, lá thì có các gân không đối xứng nhau đâu, mặt dưới theo cái đường gân chính cũng có lông đây này, nhìn kỹ mới thấy đấy. Cây này ấy, thì nó mọc ở các đồi đất thôi, độ ẩm vừa phải. Và cái bộ phận làm thuốc của nó chính là cái rễ, mà rễ củ đây này. Đây, tôi sẽ nhổ luôn lên cho mọi người xem. Không biết nhổ được không nữa, nó mọc chèn ngay ở đây. À, vẫn nhổ được đây này. Đấy, củ nó cũng nhỏ thôi mà. Đây này. Khi mà mình rửa sạch đi thì nó có màu đen nhá. Thì cây này gọi là cây sâm. Đấy nhá, sau khi mà tôi rửa sạch đi thì nhìn nó như thế này đấy nhá. Đấy, nó đen lắm, đen bóng đây này.
mùi thơm lắm. Nhỏ thôi mà. Đây này. Khi mà rửa sạch đi thì nó có màu đen nhá. Thì cây này gọi là cây sâm đen hay là sâm ngọc bảo. Còn trong tiếng Tày ấy, họ gọi theo cái tên tiếng Tày thì tôi không nhớ rõ, nó hình như là tên lạc tọc, tức là một rễ, cây một rễ. Thì người Tày ở đây thường hay đem nó về để đun nước uống. Và theo kinh nghiệm của người Tày thì cây này nó có tác dụng là bồi bổ sức khỏe, bổ dạ dày, mạnh gân cốt. Đây là kinh nghiệm của người Tày, người địa phương từ xa xưa rồi họ đem về đun nước uống. Còn theo người kinh mình thì cũng mới, có thể là mới biết về cây này thôi. Và trong các cuốn sách về y học thì ít thấy nhắc đến cây này á. Và có một số nơi đem cây này về, ngoài việc đun nước uống làm thuốc bổ ra thì còn dùng để ngâm rượu này, hoặc là chữa bệnh xương khớp này, và cũng cho những hiệu quả khá là tốt. Và cái liều dùng của nó là từ 10 này đến 20 gram. Có thể mình dùng nhiều hơn cũng chả sao, bởi vì đây là cái cây nó không độc, mình dùng làm thuốc bổ mà. 10 đến 20 gram cho 1 lít nước hoặc là 1 lít rượu. Thì mình có thể dùng được trong thời gian lâu dài, nhưng tốt nhất là khoảng 2 tuần gì đấy mình sẽ dùng ngắt quãng ra vài ngày, xong đấy mình dùng tiếp. Bởi vì thể trạng mỗi người là khác nhau, mình ngắt quãng để mình theo dõi đấy. Và một cái thực trạng đáng buồn là cây này tôi từ khi tôi còn nhỏ tí ấy, đã thấy họ khai thác đi đem đi bán rồi. Và giờ vẫn vậy, vẫn có người thu mua, hàng năm họ thu mua với số lượng lớn. Ngày trước này, cái cây này nó cao đến tận, có cây cao đến 2 mét cơ. Củ to như ngón chân cái ấy. Thì mọi người biết là nó khủng đến độ nào. Còn ngày nay ấy, thì nó chỉ có cái cây độ mét này, cùng lắm mét rưỡi thôi. Đấy. Cùng lắm nó cao mét rưỡi thôi. Bởi vì cây to họ đem đi bán hết rồi còn đâu. Với số lượng lớn như thế thì, nhưng mà dạo quanh thị trường Việt Nam mình thì nó chẳng thấy có nhiều, vẫn có nhưng không thấy nhiều. Thì có, theo thông tin tôi được biết là nó được bán ra thị trường bên ngoài cơ, tức là một cây thuốc khá là quý này nhưng mà lại được bán ra thị trường bên ngoài. Đấy, người Việt mình đúng là có cây thuốc quý mà lại không biết dùng. Ở đây chỉ người bản địa họ mới hay dùng đem về đun nước uống vậy thôi. Thì mới trong thời gian gần đây ấy, thì đăng lên mạng nhiều ấy, thì mới nhiều người trong nước mình mới đem về ngâm rượu thôi, chứ còn trước kia có mấy ai dùng đâu, toàn bà con dân tộc hay dùng ấy. Đấy. Và việc cứ khai thác thế này thì trước sau nó cũng cạn kiệt thôi mà. Họ bán với giá khá là rẻ. Cái giá mà thu mua tại ngay tại rừng đây họ đem về bán luôn thì có 30.000 một cân. Đấy. Thường xem một cây thuốc quý giá rẻ như thế mà ít người Việt được tiếp xúc đến. Đúng là một điều khá là đáng buồn. Có lẽ là người Việt mình rất là ít biết đến những cây của chính mình mà lại đi mua những cây bên ngoài về dùng. Thì cái thuốc mà mình mua bên ngoài ấy thì nó ít khi còn có được chất lượng nó đảm bảo lắm, trong khi cây thuốc như thế này mà lại không biết dùng thì đúng là thật đáng buồn thật. Này, thơm lắm đây này. Thơm cực kỳ thơm. Cây nào càng già nhá, dược tính càng cao, mùi càng thơm.
nó có vị hơi ngọt ngọt, thơm thơm, ngâm rượu cực chuẩn ấy. Mình ngâm rượu trong một thời gian lâu ấy, rượu nó có mùi thơm và màu vàng nhẹ. Ngâm khoảng ít nhất khoảng 1 tháng là mình mới được nên uống. Còn bình thường cứ 2 3 tháng mình uống là ngon, đẹp nhất ấy. Đó là rượu thuốc mình để lâu vẫn thoải mái mà. Đấy, những ai mà quan tâm đến cây này ấy, thì nên tìm hướng đi cho nó. Vì tôi đem về trồng rồi, rất là dễ trồng. Tỷ lệ sống rất cao đến 90% ấy, mà tôi có chăm sóc gì đâu. Cứ đem về là trồng bừa xuống đấy thôi. Thế mà nó sống như vậy cơ mà. Và điều đặc biệt cây này nó rất là ít phân cành đây này. Không có cành đâu. Trừ khi bị một tác động nào đấy, bị chặt hay là bị gãy kiểu gì thì nó mới bắt đầu ra cái chồi mới, thì lúc đấy có thể nó phân cành ngay tại chỗ nó chồi đây này. Đấy, một điều khá là đặc biệt của cây này. Cái bộ rễ nó thì chỉ có một rễ củ duy nhất thôi nha, cái nó phình như thành củ này. Và có khi thì nó sẽ có nhánh, nhưng thông thường chỉ ra hai nhánh cùng lắm 3 nhánh, nó không ra thành chùm đâu. Đấy thì họ mới gọi là cây một rễ. Đấy là theo tiếng Tày là cây một rễ. Còn màu nó đen, họ mới gọi là sâm đen, vì rửa sạch đi thì nó rất là đen, đen bóng luôn đấy. Thì thế mới gọi là sâm đen. Và mùi thơm của nó đúng như ban nãy tôi nói, thơm rất là giống cái mùi thơm của cái lon nước sâm kia. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nhé. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ để giúp mọi người có thể tìm hiểu, tham khảo thêm về cây này. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời các bác nhé.